Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lấp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị và hôm nay sẽ là Nhà giả kim của tác giả Paulo Coelho. Quyển này hơn 200 trang nhưng mất khá nhiều thời gian để đọc bởi vì nó giống như là bánh ngàn lớp vậy đó. Có rất là nhiều tầng ý nghĩa, mỗi một chi tiết, mỗi một nhân vật đều giúp truyền tải một cái thông điệp mà đích đến của nó là xây dựng niềm tin vào chính bản thân mình. Và quyển này nếu xếp nó vào dòng văn học thiếu nhi cũng được luôn, bởi vì nó có khá là nhiều những cái nhân vật mang tính thần thoại, kỳ ảo, cổ tích. Ví dụ như là vị vua già xứ Salem, ông là người có thể đọc được suy nghĩ của người khác, cũng có thể xuất hiện dưới nhiều cái hình dạng khác nhau tùy vào đối tượng mà ông cần tiếp cận. Có bà lão chuyên giải mộng, có những tên cướp sa mạc, có nhà giả kim người có thể biến chì thành vàng, có thể nấu được cả thuốc trường sinh bất lão. Wow. Có anh chàng Santiago nói chuyện được với cát, gió, mặt trời. Đó, chính vì vậy nên là các bạn nhỏ hoàn toàn có thể sẽ thích cái câu chuyện này. Hơn nữa cốt truyện nó cũng rất là đơn giản. Chuyện kể về một anh chàng chăn cừu tên là Santiago thích đọc sách mê đi đây đó. Một ngày nọ, anh ta quyết định đến Ai Cập để tìm kho báu. Và anh ta thực sự đã tìm thấy được kho báu. Tuy nhiên nó không nằm ở Ai Cập mà nằm ngay trên chính quê hương anh. Nhưng để biết được điều đó, anh bắt buộc phải trải qua một cái hành trình dài, đầy gian khổ và với rất là nhiều những lần khảo nghiệm niềm tin. Chính vì vậy, nhà giả kim sẽ giúp xây dựng cho các bạn nhỏ một cái tiềm thức về việc tin vào bản thân mình, tin vào việc phải thực hiện cho được giấc mơ của đời mình. Và nhà giả kim, thú vị, ngay từ cái tựa đề của cuốn sách. Tại vì nhân vật chính là Santiago mà. Mà Santiago cũng không đi tìm nhà giả kim, anh ta đi tìm kho báu. Vậy tại sao nhà giả kim lại được đặt tên cho quyển sách? Thì có thể lý giải là nhà giả kim chắc chắn phải là một cái biểu tượng mang một cái ý nghĩa đủ để đại diện cho cái thông điệp lớn mà tác giả muốn gửi gắm. Nên mình mới nói đó, hơn 200 trang thôi nhưng mất rất nhiều thời gian để đọc. Bởi vì mỗi một cái nhân vật, mỗi một chi tiết, mỗi một đoạn hội thoại mình đều phải dừng lại để tự hỏi là tác giả đang muốn gửi gắm cái điều gì. Là sao tác giả không hoạch toẹt ra luôn đi mà phải vòng vòng chi cho nó cực vậy, đúng không? Mình nghĩ là bởi vì phải động não cho nên người đọc mới có thể thấm được những cái điều mình tự rút ra. Và trong cái quá trình đó cũng sẽ tự giao cho mình một cái niềm tin, tin vào chính bản thân mình. Vì thực sự rất là khó để có thể chấp nhận khi ai đó nói với mình rằng là ê, muốn thành công bạn phải tin vào bản thân mình. Nghe rõ chưa? Nhất định phải tin vào bản thân mình. Ok, mình nghe rõ rồi. Nhưng mình không thể nào tin nổi. Cho nên tác giả mới chọn một cái con đường vòng để tác động vào tiềm thức của người đọc. Và mỗi một cái chi tiết, mỗi một cái nhân vật sẽ được đọc hiểu tùy vào cái tư liệu sống của mỗi người. Vì vậy, nếu bạn không thích quyển này thì cũng không sao cả. Yên tâm đi, có rất là nhiều người giống bạn. Và bởi vì nhà giả kim là một cái bánh ngàn lớp cho nên bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những cái thông điệp ẩn giấu trong quyển này thông qua rất là nhiều những cái quyển sách khác có cái cách diễn đạt dễ hiểu hơn, gần gũi hơn đối với mình. Nhân tiện thì dù bạn thích hay không thích quyển này thì chắc bạn cũng biết nhà giả kim gắn với một cái câu trích dẫn rất là nổi tiếng: khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực để giúp bạn đạt được điều đó. Và nếu bạn hiểu câu này theo nghĩa đen trên câu chữ thì làm ơn tỉnh dùm đi, vũ trụ nào mà rảnh quá vậy, đúng không? Mình đã nói rồi, nhà giả kim là bánh ngàn lớp. Và nếu điều này đúng theo bề mặt của chiếc bánh thì có nghĩa là mỗi lần mình mua vé số mình sẽ trúng giải độc đắc, mỗi lần mình mua cổ phiếu mình sẽ thắng cả thị trường, mà điều đó là không thể. Thôi mình thì mình nghĩ là vũ trụ ở đây chính là biểu tượng của bản thân mình. Chỉ có bản thân mình mới đủ sức mạnh để thành toàn cho mong ước của mình. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại chia sẻ của bạn trong phần comment và chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé!